Tao đừng gây cho xe mày đánh lại. Được thầy DLC của bắn tùng luôn. Đừng múa. Okay. Tiếp thu thông tin, tiếp thu kiến thức. Dễ mà. Có mimic cái khác hẳn. Holy attack. Thì ra móc là như vậy. Wow. Đây là mộ của tất cả những người từng xuất hiện ở trên đọc comment ngố offline CKG này. To real. What's up bro? What bro? What's up bro? Tao vừa mới đến đây rồi. Tao vừa mới đến. Đấy rồi, thôi rồi. Hay là thế này đi. Mày đánh ai? Chắc chắn không phải là giáo sư Obed. Con đấy mới chỉ là crew. Cùng một phát rồi. Yes. Gục xong rồi phải lên đây chém hay sao á. Đúng rồi. Tốt. Xoẹt. Lò nung. Xin vĩnh biệt lò nung. Đục thầy DLC của đọc chat của em Phong tí đi luôn mà. Muệt. Mesmer là thằng nào? Ra đây tao nói chuyện. First try zero death. Em sao? Mày tuổi? Mày làm được gì tao? Tao đú mày xuống đây đánh nhau với tao đây. Tao thách mày luôn này. Tao thách cả lò mày. Tao đứng đây tao xem mày đánh này. Tao thách mày luôn này. Mày ngon mày nhào vô đây. Tao học hỏi từ cái sai lầm lần trước rồi. Ôi, vãi cả boss. Anh Lân. Chiêu anh Lân. Anh Lân cho anh hồi máu anh Lân. First try zero death. Ok, không sao. It all good. Chém vào giải. Lần vừa nãy là warm up thôi. Nha. Gõ. Mày hồi máu à? Mày hồi máu với ai? Tôi thật sự đã quá tham lam và coi thường cái quả đấy. Haha, chiêu cuối tôi bị hết mana nhưng mà nó lao vào người tôi rồi nó tự chết mà các bạn ơi. Yes. Tận dụng cơ hội. Nó đang tập trung vào con Mimic. Nó không tập trung vào con Mimic nữa rồi. Ok, nhưng mà lần thử đầu tiên là cũng có một chút. Đúng rồi, tập trung vào con Mimic đi. Tao không ở đây. Nhảy. Yes, tôi biết trò TikTok, tôi biết chiêu TikTok. Mày xong rồi con ơi. Renana là Renana là Renana. Không biết dùng chiêu. Dùng được 2 chiêu á. Dùng chiêu cái này như nào đấy. Tại nãy giờ thật sự là tôi cũng chưa thấy kiếm này có gì quá khỏe. Hóa ra là phải dùng chiêu à? À, dùng chiêu. Ý các bạn là dùng chiêu. Từ từ đã. Giờ tôi biết cách dùng, tôi muốn thử dùng với cả thằng này. Ủa. Ok. Oh, no, not good. Oh, okay. Có điểm quýt nào không? Có. Cho tao quýt. Tại sao tôi không quýt được? Tôi quýt được rồi. Quét. Có vẻ là sao? Chết luôn mà. Đánh nhau với cả cái thằng người lửa lò nung nãy giờ xong rồi. Ở đâu đó một cái red rune đã bị phá. Và cùng với đó là một cái charm rất là mạnh. Mày bắn cung tên. Tao cũng bắn. Về tiếng bị. Cơ hội. Ôi, 2 con cua mà nó cũng khó khăn phết. Chém chân này cho nó đều. Đây để em làm nail cho anh nhá. Ê, anh không phải làm với dịch vụ nail của chúng em hả? Nó không cho tôi đâm vào mọi người ơi. Cái gì thế này? Tôi đâm được vào rồi. Một trăm hai mươi lăm lần. What the Tôi không nhìn thấy cái gì nó xảy ra. Tôi không nhìn được cái gì nó xảy ra ấy. Nó chỉ có lao ra thôi. Cơ hội. Đừng. Yes. Yes sir. Tôi thật sự bị giật mình vì thằng này làm tôi thật sự giật mình. Tôi nghe thấy tiếng chân lộp bộp rồi. What the f**k is this game? Tôi vừa bay hết sạch 200.000 rune mọi người ơi. Tất cả số tiền mà tôi có được từ cái việc mà tôi đánh con hà mã vừa nãy. Đúng rồi, tập trung vào mimic bạn ơi. Tôi hết mana rồi bạn ơi, tôi xin lỗi. Anh đánh chết bố nó rồi mà lo gì thằng này. Anh đang cầm kiếm của bố nó để đánh nó đấy à? Thật sự đây là kiếm của bố để mà đánh thằng con. Lửa không ăn thua á. You're right. Ouch. Cái quái gì, cái thằng này là cái kiểu gì thế? Tôi không nghĩ là làm như này có hiệu quả các bạn ạ. Cái này nó là kiếm băng đấy nhưng mà tôi không nghĩ là nó là có hiệu quả. Good. What the? Embrace thine oblivion. Hồi máu. Còn 3 bình máu chưa sao? Wow, wow, Feizu, Feizu. Okay, skip. You bitch. Bạn chọc mà mình sợ bạn quá. Đừng chọc. Gimme! 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 Yes! 226 rồi! Hello guys. Today we have a list of top 5 scariest jumpscare. Número 5. Yes! Tôi đã làm rất là nhiều việc trong khi mà Mimic đánh lạc hướng. Và tôi đã chiến thắng. Đừng chết. Phong cách, phong cách, phong cách, phong cách, phong cách. À, tôi đang định làm gì nhỉ? Quên mất. Có một cái thang nước ở đây. Trông như kiểu là sau cái thang nước này nó không có gì cả. Monkey! Monkey. No, that's a bear. Đấy là một con gấu. À! Cái gì thế? Không, 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 không. Yes! Tao vừa giết mẹ mày. 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 Ok. Về trầu trời cùng với mẹ mày luôn. Tê Simon Storehouse, nhà chữ tinh trùng. Cuối cùng chúng ta cũng đến được đây. Mày bị muộn phí thư viện con ơi. Mày cũng thế. Bố mày là thủ thư của thư viện. Ok, sang thử bên phải này trước. Nó có một đứa con kìa các bạn ơi. Thảm sát gia đình nhà chúng nó rồi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba cậu nên lung linh. La 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 la. What the fuck? Cái gì vừa xảy ra vậy các bạn? Đùa với. Nhầm. You Tôi thật sự định bảo là đùa với nhầm YouTuber rồi nhưng mà nó không hoạt động mọi người ạ. Nhân dịp mọi thứ hoạt động chính xác, không có một cái lỗi lầm gì cả, tôi xin tuyên bố tất cả các bạn ở trên livestream đều có cơ hội trúng thưởng 10.000 đô la Mỹ. Có cơ hội thôi nha, có cơ hội thôi, còn trúng được không thì không biết nha. Có bịp không anh? Không bịp em ơi. Em hỏi toàn bộ các bạn ở kênh chat của anh á. Anh livestream ở trên này cũng phải 90 năm rồi. Anh chưa bao giờ bị bai cái gì. Cái đấy là lời thề của anh trước ông Liêm. Anh đã thề với ông Liêm như thế rồi. Em có thể hỏi ông Liêm xem là anh có thể như thế không? Biết ông Liêm là ai không? Không. Tôi đã đi dạo một vòng, xem ngoài mấy con tôm này ra thì có cái gì không? À! Xin lỗi vì đã xử lý toàn bộ gia đình. Nhà nó có hai anh em, gồm bố gồm mẹ và nhà nó có hai anh em. Ok. Thôi. Nhặt. À! Phát nữa. Anh à? Yes. Nó gọi là gì ạ? Nó gọi là Let's try zero death. Mồm nó một cái lu. Ôi. Chó này. Canon mọc cả chân, công nghệ thời đại tiên tiến. Skill mới Killjoy em. Áo. Ow. Hả? Ui. Ôi. Cái game này game gì ấy? Ổn, all good. Không ổn. No good. Giao nó được anh em ơi. Death Knight. Chưa kịp chào ra hỏi gì mà anh. À! Đau quá à. Má, nó hút màu ác quá. Winnable. Mày hút màu tao, tao hút màu mày. Yeah! Mày hút màu tao, tao hút màu mày. Một nạn nhân đã đi. Úp từng thằng một đánh lẻ. Bắt từng thằng một đánh lẻ. Đó là chiến thuật của chúng ta. Tôi tìm thấy nạn nhân thứ hai. Nạn nhân biến thành... Tôi biến thành nạn nhân mọi người ơi. Tôi biến thành nạn nhân mọi người ơi. Ao. Ôi. Ui. Hơn nửa binh rồi. Ao. Mày quá. Vẫn kịp hồi máu một phát. Nốt. Please bro. Bro! Không cho chém à? Come on. Rồng đen, dũng sĩ diệt rồng, đẹp bù.